Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì sau lưng Huy đây là chiếc xe Chevrolet Captiva được sản xuất vào năm 2016. Thì chiếc xe này hiện tại được bên Huy kiểm tra và làm Maruguri đã hoàn thiện. Thì Huy sẽ giới thiệu cái phần ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe để các anh chị và các bạn xem chiếc xe này có phù hợp cho gia đình mình sử dụng hay không nha. Xe còn rất là đẹp nha các bạn. Rồi, Huy mời các bạn ạ. Đây các bạn, Huy mời các bạn xem về chiếc Chevrolet Captiva này. Một sản phẩm của Mỹ. Rất là cứng cáp nha các bạn. Nhìn phần phía trước của xe thì chúng ta có thể thấy được xe này trang bị tới 4 cái cảm biến khoảng cách ở phía trước. Đèn sử dụng công nghệ bi và có dải đèn LED ban ngày luôn nha các bạn. Rất là hiện đại. Có hệ thống rửa đèn pha. Đây là cái nắp chỗ rửa đèn pha các bạn. Khi mà mình bật công tắc đèn và bật cái công tắc rửa đèn pha thì cái nắp nó sẽ trồi lên và nước sẽ xịt lên đèn pha để rửa sạch cái đèn. Một chiếc Chevrolet Captiva rất là rộng nha các bạn. Nội thất bên trong khá là rộng, gầm cao. Đó, gầm cao. Mâm này rất thể thao. Hiện tại thì mâm này á là 19 inch luôn nha các bạn. 19 inch. 7 chỗ gầm cao. Đèn thì sử dụng đèn LED. Đèn tuyên dương các bạn. Sử dụng công nghệ đèn LED. Đó. Một chiếc xe khá là đẹp. Xe này đi rất là đầm nha các bạn. Khá là ngọt. Xe này 2.4. Đây. Rất là ngọt nha các bạn, đạp rất là ngọt. Gầm nhún chạy rất là êm và đầm. Đèn sau sử dụng công nghệ là LED luôn nha. Có camera gear, Ở phía sau thì xe này trang bị tới 3 cái cảm biến gear. Có cả inox nữa các bạn. Gầm nhún thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi, các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Xe thì bên Huy luôn cam kết là không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Tình trạng động cơ và hộp số còn nguyên bản, chưa từng tháo rã đầy tu. Chiếc xe này sử dụng cho gia đình rất là tuyệt vời các bạn. Đi xa rất là thoải mái và dễ chịu. Vì cái khoảng không bên trong rất là rộng rãi. Cùng với đó là xe có trang bị cửa sổ trời luôn nha các bạn. Cửa sổ trời. Nếu như mà có gia đình mình đi trải nghiệm ở vùng có khung cảnh đẹp thì mình có thể mở cái cửa sổ trời ra cho nó thoáng và ngắm khung cảnh. Rất là đẹp các bạn. Chevrolet khá là đẹp. Rồi, sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về ngoại thất của xe. Nước sơn thì hầu như còn rin khá là nhiều. Và chất lượng nội thất bên trong cũng rất là đẹp. Thì Huy mời các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong của chiếc xe này nha. Rồi, Huy mời các bạn ạ. Đây, đầu tiên là Huy mời các bạn xem về phần cốp sau. Để xem cốp sau có rộng hay không nha. Đây các bạn, phần cốp sau thì mình cũng để được vài cái vali. Nói chung là cơ bản là với một chiếc xe SUV 7 chỗ như thế này, cốp sau như thế này coi như là ổn nha các bạn. Ở dưới này thì mình có thể để đồ nghe. Rồi, đây là những cái vị trí ghế. Có áo trùm xe luôn nha các bạn. Khá là mới, da xịn luôn các bạn, da theo xe. Cho nên là về chất da thì không che vào đâu được. Về cái độ rộng thì đối với chiếc Chevrolet Captiva như thế này là rất là rộng nha các bạn. Rộng lắm các bạn, ở phía dãy sau này nè. Mình ngồi sẽ thoải mái luôn. Về cái độ cao, độ cao của người ngồi thì rất là rộng. Cái này mình đi
Nếu như mà đi không hết người á thì mình có thể là gập cái ghế sau xuống nha các bạn, là mình để rất là nhiều đồ luôn, rất là tiện lợi. Đây top bi cửa đó, đây, hệ thống loa nghe cũng cực đã nha, rất là đã. Ghế chất liệu ghế của một chiếc xe Mỹ thì không chê vào đâu được các bạn, dài rất là êm. Phía sau này thì nếu như mà mình đi chỉ có hai người thì mình hoàn toàn có thể gập cái tựa tay này xuống và để ly rồi nha các bạn, rất là tiện lợi. Này trần này, phía sau này mình có những vị trí để đồ này, rất là tiện lợi luôn. Có đèn luôn hả các bạn ha. Đây, ghế chỉnh điện nha, ghế chỉnh điện da này tuyệt vời. Xe này túi khí tới 8 túi khí lần các bạn, 8 túi khí luôn. Đây, vô lăng bọc da đó, bọc da luôn nha. À đây thì trên vô lăng thì phía bên phải sẽ có cái núm điều khiển âm lượng rồi điều khiển giọng nói luôn. Và ở phía bên tay trái thì chúng ta có thể thấy được là xe này trang bị hệ thống mà điều khiển ga tự động mà cruise control nha các bạn. Này, đây là cái núm điều khiển. Rồi ở trên công tắc này chúng ta có thể thấy được là có cái nút auto, là cái nút điều khiển đèn. Đó, đèn tự động. Đó, có công tắc núm gập gương. Đó, chỉnh độ sáng tối của cái đồng hồ tóc lô. Hệ thống cửa thì sử dụng cửa tự động ở phía bên người lái ha. Đó, đầu DVD, hệ thống điều hòa tự động. Đó, có chế độ hỗ trợ đổ đèo luôn nha các bạn. Này, hộp số tự động. Đó, có những cái cổng AUX rồi USB đầy đủ. Đó, có chế độ eco, có hệ thống điều hòa. Và xe thì được trang bị rất là nhiều tính năng an toàn khác, thì Huy sơ lược cho các bạn nắm về chiếc xe này thôi. Còn Huy cho các bạn xem sơ về cái động cơ nha các bạn. Động cơ EcoTech. Về động cơ thì Huy quay cho các bạn coi về động cơ thôi, chứ thực sự là về cái động cơ của Chevrolet Captiva này cũng khá là bền. Xe thì bên Huy cam kết là chưa có từng đại tu động cơ, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Rồi thì sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về thông tin về chiếc xe Chevrolet Captiva. Xe này được sản xuất vào năm 2016 thì nhưng mà đi cực kỳ ít luôn. Chắc xe còn rất là đẹp, chủ xe giữ khá là kỹ. Đó, thì hiện tại thì chiếc xe này do là bên Huy đang điều chỉnh lại cái giá, cho nên là Huy chưa có update được cho anh chị và các bạn cái báo giá này qua đây được. Thì Huy sẽ khi nào có báo giá thì Huy sẽ gửi cái thông tin ở dưới, ở phía dưới ha, các bạn có thể xem ở phía dưới khi mà có giá nha các bạn. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thì bên Huy cũng đang đẩy mạnh việc mua xe qua sử dụng, cho nên là các anh chị và các bạn nào có nhu cầu đổi xe hoặc là bán xe qua sử dụng thì vui lòng liên hệ với Huy. Huy sẽ hỗ trợ các anh chị một cái giá tốt nhất có thể nha. Rồi, Huy xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.